Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bảng. Giang hồ Hà Nội những năm 90, ngoài các cái tên như Việt Dũng, Sơn Mạch Tạng, Khánh Trắng vân vân, thì còn có rất nhiều những đại ca cụm cán khác. Thành tích đâm chém thì chẳng kém cạnh, nhưng không được quá nhiều người biết đến. Để biết thông tin chi tiết về những đại ca này, xin mời quý vị đón xem. Những đại ca cụm cán Hà Thành thập niên 90. 1. Sinh Tàu Những năm 1990, Thế giới ngầm Hà Nội đều biết tiếng gã giang hồ Nguyễn Trọng Sinh, tức Sinh Tàu, ngụ ở làng ngũ xã quận Ba Đình. Nhà có nghề đúc đồng gia truyền, nhưng nghề tay trái của gã giang hồ Sinh là rèn dao kiếm cho dân anh chị. Thời điểm này chưa ê hề những thứ vũ khí với đủ loại mẫu mã kiểu dáng có thể mua rất dễ dàng ở các cửa khẩu sang Trung Quốc như bây giờ. Nắm bắt nhu cầu của giới giang hồ thời đó, Sinh sản xuất ra những thứ hàng lạnh không chỉ dùng để đâm chém mà còn phải đẹp có thể treo như đồ trang trí khác trong nhà. Những thanh kiếm có vỏ bao và phần chuôi chạm rồng trổ phượng tinh xảo. Những cây mã tấu phần sống đào có hoa văn chìm, lại trang trí thêm những vòng khuyền sáng loáng. Chưa kể, một số loại dao kích thước nhỏ, hình dáng uốn lượn nhưng nhìn thấy là sợt gai ốc. Hàng do sinh tàu rèn có thương hiệu trong giới giang hồ bởi đều được làm từ nhíp ô tô, vừa sắc lẻm lại không bị gì. Những món đồ ghê gớm nhất khiến cho sinh thực sự nổi tiếng là những con dao găm, đốc dài, lưỡi ngắn. Một số giang hồ đương thời nhớ rằng đó là hàng đặt theo lô của một tay anh chị ngụ ở phố Ngô Thị Nhậm. Người sau này sẽ cầm đầu băng nhóm số má bậc nhất Hà Thành. Ngay từ lúc đó, tay anh chị này đã tỏ ra có nhiều chiều độc, chuyên nhận những vụ đòi nợ thuê thuộc dạng xương sầu. Thường xuyên gặp những con nợ rất khó đòi, tay anh chị đã nghĩ ra cách dằn mặt gầy gớm đàn em của gã chỉ nói câu trước câu sau mà con nợ vẫn tỏ ra chây ý là rút dao phập thẳng vào ngực trái của đối phương. Bình thường nhát đâm kiểu này sẽ gây nên vết thương chí mạng bởi là nhát đâm nhằm thẳng vào tim. Nhìn cái chuôi đao vẫn cắm trên ngực của mình, nạn nhân đa phần sẽ vô cùng hoảng loạn. Có những người lăn đùm ra chết giấc tại chỗ. Thực chất, vết thương chỉ ở ngoài phần mềm, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có cách ra tay là tàn bạo mà thôi sau khi bị dàn mặt đến khiếp vía như thế các con nợ hầu hết đều phải móc hầu bao giới giang hổ biết chuyện gọi đó là lưỡi dao đòi nợ chính là một tuyệt tác của sinh tàu chuôi dao chạm trổ có kích thước bình thường bí quyết nằm ở chính phần lưỡi dao với một độ dài được định trước thường chỉ khoảng vài cm sao cho mũi dao chỉ ngập vào phần mềm chứ không chạm được tới quả tim sinh kỳ công rèn một lưỡi thép mảnh sắc mà vẫn đủ độ cứng Bình thường con dao trông không khác gì một thứ đồ chơi. Sau tay anh chị nói trên, đã có nhiều người trong giới giang hồ đến đặt hàng sinh lưỡi dao đòi nợ khủng khiếp đó. 2. Hùng nghệt Sinh tàu tuy chuyên rèn hàng lạnh cho dân anh chị, nhưng dù gì, gã vẫn là một người thợ tài hoa. Những món đồ của gã dù gì trông cũng vẫn đẹp mắt. Nhưng nhắc đến Hùng nghệt sinh năm 1969, giới giang hồ Hà Nội đều lắc đầu lè lưỡi là một tội phạm cầm đầu băng nhóm đầm thuê chém mướn khét tiếng ở bãi Phúc Tân. Nhưng năm 1991-1992, vũ khí của Hùng nghệ thuộc dạng của hiếm. Một tay anh chị nhớ lại, trước dây phanh xe đạp hai đầu đúc hai cục chỉ nhỏ, một hòn bi sắt to gần bằng nắm tay được nhét vào tất chân, giống như một quả chùy tự tạo. Đó là hàng lạnh vừa thô vừa bẩn, mang thương hiệu của Hùng Nghệt ngày đó. Tuy nhiên, theo tay anh chị này, vũ khí thô bẩn nhưng lại mang hậu quả thảm khốc bởi băng của hùng Nghệt chỉ nhận những vụ đầm thuê chém mướn có mục đích gây thương tích nặng cho nạn nhân đổi lại là tiền công rất cao với cái đầu tàn bạo như thế hùng Nghệt chuyên sử dụng hai thứ vũ khí kể trên cái được đầu tiên là rất khó để các lực lượng chức năng phát hiện dây phanh hai đầu đúc trì cuộn tròn lại treo vào đầu cũng được hòn bi sắt khi chưa lồng vào tất chân thì cũng rất khó để khẳng định nó là một thứ vũ khí chết người Trước khi gây án, Hùng thường đút mỗi thứ vào một túi quần. Đến khi phát hiện con mồi, gã mới lồng bi sắt vào tất hoặc duỗi thẳng sợi dây phanh. Tác hại của hòn bi sắt khi quật vào đầu nạn nhân thì khỏi phải nói thì ai cũng có thể hình dung ra. Nhưng theo nhiều nhân chứng, Hùng nghệt ưa dùng sợi dây phanh hơn. Bởi theo thuộc tính hóa học, chỉ có khối lượng riêng lớn và là chất độc hại. Vì thế cục chi càng nhỏ thì càng có khả năng xuyên thấu khi gây ra vết thương trên đầu nạn nhân chất trì cũng theo đó mà thấm vào máu, gây nhiễm trùng nặng cho nạn nhân. Trong nhiều phi vụ thanh toán bằng dây phanh đúc trì, có những nạn nhân lúc đầu tưởng rằng chỉ bị thương tích nhẹ, nhưng vài ngày sau, thậm chí là vài tuần sau, nạn nhân mới có những biểu hiện bị chấn thương não nặng, có thể dẫn đến cái chết. Cho đến khoảng năm 1993, hung nghệt bị tử hình vì tội giết người, những món hàng lạnh cũng bị trôn vùi theo gã sau phút đền tội ở trường bán. 3. Long Dẹt. Khoảng năm 1994, vì những mâu thuẫn trước đó phát hiện băng của Thành ngồi trà đá thuốc lá ở phố Hàng Thiếc, băng của Long kéo gần 20 người bất ngờ tấn công. Băng của Thành bị động, tháo chạy toán loạn. Ở hiệp một này, băng Long Dẹt điên tiết vì không tóm được đối thủ nào, đã dùng nhiều loại hung khí đập nát chiếc xe Win 100 của Thành, loại xe khá đắt tiền thời đó. Cho đến khuya ngày hôm đó dường như chưa hả giận, Long dẫn theo hai đàn em lượn qua phố hàng thiếc để thăm dò đối thủ. Đen đủ cho lòng là thành đốc tiếc chiếc xe mới mua đang tụ quân để kéo đi trả thù. Bọn Long dẹt ba người bị quay chặt, không có đường thoát nên buộc phải chạy vào một con ngõ. Ở khu vực phố cổ, nhiều con ngõ chỉ rộng chừng 1,5 mét và được đóng thêm cổng sắt bên trong. Long dẹt đã chọn đúng đường cụt như thế để chạy vào. Dù biết là yếu thế nhưng ỉ vào con ngõ hẹp, địch thủ dù đông đến mấy cũng chỉ từng người vào được cho nên lòng lớn tiếng thách thức Thằng nào bước chân vào đây, tào chém chết Bao vây ở phía ngoài Thấy ba đối thủ đều có đầy đủ hùng khí Rất khó tiếp cận Thành Đốc bỗng nảy ra ý kiến Phố Hàng Thiếp thời đó có nhiều gia đình chuyên thi công đường nước Nên rất sẵn ống nước Một đàn em của Thành ngụ trên con phố chuyên làm về công việc này Lập tức, ba đoạn ống nước dài 60cm Được đánh rèn Rồi vặn vào nhau ở một đầu Thành dùng dây thép buộc chặt một con dao bầu với ngọn giáo tự tạo dài trên 18 mét, Thanh và Đà đem hè nhau phóng vào con ngõ có lòng dẹt đang cố thủ. Ngày hôm đó nếu cảnh sát không kịp thời bắt giữ các đối tượng thì có thể lòng dẹt đã không còn toàn mạng sống. Sau phi vụ này, giang hồ Hà Nội rộ lên thói quen vác giáo đi chơi. Vũ khí này được cải tiến thời ở chỗ không khắn dao bầu mà vạt nhọn luôn một đầu ống nước. Thế rồi mỗi thằng trong nhóm chia nhau cầm một đoạn, khi gặp chuyện thì vặn các đoạn vào nhau có những băng nhóm manh động còn buộc ngọn giáo này vào xe máy lao thẳng vào người đối thủ kể về một món vũ khí của giới giang hồ một tay anh chị hết thời nhận xét người xưa thường nói nguy hiểm nhất là một kẻ xấu có thanh kiếm trong tay đám giang hồ muôn đời cũng thế tay dài mà óc ngắn cầm hung khí thì manh động không lường trước hậu quả đâu biết rằng chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ gây tội ác với người khác phải trả giá bằng những năm tháng sau sòng sắt, biết đần hận thì đã muộn. 4. Trọng Sẹo Sau cuộc thanh toán đẫm máu nguyên Đức Trọng, còn được gọi là Trọng Sẹo, mang vết sẹo dài từ Thái Dương đến cằm trên khuôn mặt. Dù chưa từng bị đi tù, nhưng tên tuổi Trọng Sẹo vẫn đáng sợ trong giới giang hồ ở quận Hai Bà Trưng, gần danh giới với quận Hoàn Kiếm. Trọng không hẳn là một tên tội phạm, nhưng vết sẹo dài trên mặt gã là biểu tượng của sự biến đổi trong cuộc đời và việc tìm lại con người lương thiện sau cuộc sống bằng nhóm khét tiếng. Trọng sinh ra tại phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong một gia đình làm nghề sản xuất đồ da. Ban đầu Trọng được đào tạo để trở thành một thợ lành nghề theo nghề truyền thống của gia đình. Nhưng một khu chợ tự phát nảy nở tại khu vực gần phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm đã thay đổi số phận của Trọng. Khu chợ này trở thành một mảnh đất kiếm ăn cho các tội phạm, chúng đòi tiền thuế chợ, tiền vận chuyển và tiền bảo vệ các thương lái. Dưới sự đe dọa của những tên anh chị giang hồ, thương lái đành phải bấm bụng trả tiền để bảo vệ mình. Trọng được gọi vào bảo vệ khu chợ này và gã trở thành đại ca của nơi đó. Mặc dù chỉ cao 1m50, Trọng là một võ sĩ lão luyện và nhanh chóng thống lĩnh khu chợ. Tuy nhiên, cuộc sống trong thế giới giang hồ đã biến đổi Trọng và gã trở thành một tên tội phạm đáng sợ. Gã không coi trọng giáo dục, dùng rượu và ngôn ngữ thổ tục và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi xung đột. Sự bất hòa và bạo lực trở nên phổ biến trong đám anh em dưới sự lãnh đạo của Trọng và chúng bắt đầu tham gia vào các cuộc ẩu đả không chỉ trong hù chợ mà còn cả bên ngoài. Nhóm của Trọng dần trở nên nổi tiếng với sự ngông cuồng và bạo lực. Điều này khiến gia đình gã lo lắng và cố gắng thuyết phục Trọng trở về con đường lương thiện, làm việc bằng nghề truyền thống của gia đình, nhưng Trọng bị cuốn vào cuộc sống giang hồ và gã từ chối lời khuyên của gia đình. Một vụ ẩu đả xảy ra vào năm 1993, đối mặt với một băng nhóm đối địch đang cạnh tranh với nhóm của Trọng tại khu vực. Vụ xung đột này đã khiến nhiều người bị thương và cảnh sát vào cuộc điều tra. Trong cuộc đụng độ này, Trọng bị đâm nhiều lần và phải nhập viện gần 3 tháng với những vết thương sâu và nguy hiểm. Một nhát dao thậm chí đã lấy đi gần như mạng sống của gã. Trong thời gian điều trị, đại ca không một lần đến viện thăm Trọng sợ bị liên lụy từ cơ quan chức năng. Gia đình Trọng là người duy nhất ở bên cạnh gã trong thời kỳ khó khăn này, vỗ về và an ủi. Sau vụ việc này, Trọng nhận ra rằng đời sống của gã đã bước qua ranh giới quá xa và gã cảm thấy mình cần phải thay đổi. Điều này đã dẫn gã trở về bên gia đình và học lại nghề da, nghề truyền thống của gia đình. Trọng đã thành công chuyển hướng sự nghiệp từ sản xuất giày da sang việc trang trí nội thất bằng da cho ô tô, một thị trường ngày càng phát triển. Gã xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình với vợ và hai người con gái. Với vết sẹo đặc trưng trên mặt, trọng giữ lại nó như một biểu tượng của quá khứ và sự thay đổi của mình. Gã muốn nhớ về thời gian gã lạc bước và luôn nhớ rằng mình đã tìm thấy đường về con người lương thiện. Trong cuộc đời của trọng, vết sẹo trở thành một ký ức vĩnh viễn về quãng đường từ một tên giang hồ đáng sợ trở thành người lương thiện và thành đạt trên đây là những đại ca cụm cán Hà Thành thập niên 90. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.